chào các bạn. Thì trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin đọc một bài cảm nhận của một bạn du học sinh lần đầu tiên mới tới Úc. Và nội dung của bài chia sẻ như sau. Câu trong gương mà tôi tự biên tự diễn khi thêm bớt vào bài hát nổi tiếng Never và hát A Dream Come True của Club Seven dường như đã trở thành hiện thực. Ước mơ du học, ước mơ được đặt chân tới nước Úc xinh đẹp cuối cùng đã ở trong tầm tay. 9:50 sáng, tôi đặt chân xuống sân bay Brisbane. Trước đó, từ khung cửa kính nhỏ xíu của máy bay, Brisbane hiện ra với tôi với những cánh rừng xanh ngắt. Tiếp đến gần hơn nữa là những dãy nhà san sát nhau thật đẹp. Vừa bước xuống núi bay, một cơn gió lạnh ùa vào, thoáng rùng mình, tôi mặc bộ cái áo len dày cuôn mà mẹ đã để sẵn ở túi ngoài. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, song tôi đúng nghĩa là không bị pha tốt một áng mây trắng nào, và nó cảm giác đẹp đến kỳ lạ. Ở Việt Nam, khói bụi từ các phương tiện giao thông rồi từ các nhà máy, mấy khi có cơ hội được ngắm cảnh bầu trời xanh biếc đến vậy. Trước chuyến đi, tôi với mẹ đã xem xét kỹ lưỡng những quy định về việc đóng gói hành lý khi nhập cảnh vào Úc và đã để riêng những thứ cần thiết phải duyệt vào một vali riêng. Dù đã ghi và đánh dấu rất rõ trong thẻ được phát trước khi mà xuống máy bay, và tôi vẫn không khỏi lo lắng. Tự nghĩ ra câu trả lời, rồi tự trả lời phòng trường hợp người ta hỏi, rồi suy nghĩ ra đủ loại tình huống rằng sẽ rắc rối lắm đây. Vậy mà khi hành lý được đưa ra để kiểm duyệt, bà nhân viên hải quan chỉ mở ra nhớ nghiêng một lúc rồi khẽ cười, "Good job, darling." Thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đó chỉ tiếc là đã bỏ quên hai bịch cá khô của mẹ đã gói kỹ ở nhà vì sợ người ta cắm. Đẩy hai cái vali to bự ra ngoài, việc đầu tiên là tôi chạy ra ngay quầy đổi tiền để đổi tiền lẻ. Có đến 4-5 quầy ở trong sân bay nên không khó để tiền. Ở đây sao mà người ta thân thiện đến vậy? Ai cũng tiếp đón bằng một nụ cười thật tươi và nói câu thank you và have a good night như là câu cửa miệng. Sau khi được đổi 200 đô Úc ra thành những tờ bạc mệnh giá 5, 10, 20 đô Úc, tôi mong manh tới bài bán sim card được bố trí ngay tiền sẵn ở sân bay. Đó là hãng sim card Vodafone. Tôi cũng đã từng nghe mấy đứa bạn ở nước ngoài kêu xài hãng này tốt lắm. Về vấn đề này thì khi nào tìm hiểu kỹ hơn thì tôi sẽ viết thêm, vì ở Úc có nhiều hãng khác cũng rất tốt. Chỉ cần 10 phút, không thủ tục rườm rà, tôi đã có một cái sim với những dãy số tương đối đẹp. Và người tôi gọi đầu tiên dĩ nhiên là mẹ yêu để thông báo về việc con gái cưng đã đến nơi an toàn. Một bài chia sẻ thật là hay, và Tân Đại Dương hy vọng là sẽ nhận được nhiều và nhiều hơn nữa bài chia sẻ của các bạn. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Tân Đại Dương xin mến chào các bạn.